Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Đây là kết giới của ta. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là chiếc Exeter 155 phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng. Hãy chào độc nhà thú của ta đi. Lấy đây nào. Rất là lâu rồi mà mình chưa dành một cái video riêng cho chiếc Exeter 155 mà phiên bản tiêu chuẩn khóa cơ màu đen bóng. Một trong những màu sắc mà mình thấy đẹp nhất và được ưa chuộng nhiều nhất, được mua nhiều nhất trong ba màu phiên bản tiêu chuẩn, bao gồm đen, vàng bóng và màu đỏ tươi. Hãy bảo vệ Vương quốc rồng. Địa chỉ cửa hàng mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Có tên, địa chỉ, vị trí Google, số điện thoại liên hệ, toàn bộ sẽ nằm dưới phần mô tả. Thì cái chữ Exeter nó đã gây ra một cái tiếng vang rất là lớn ở những thời điểm những năm trước rồi. Và tới thời điểm hiện tại, một cái cuộc lột xác mới, mình nghĩ là một cái phần cũng nặng nề cho những nhà thiết kế nhà Yamaha. Và lần này thì cái thay đổi về mặt nạ cũng như là cái mão là một quyết định rất là đúng đắn. Thì Illumia cũng nói rằng sức mạnh càng lớn, trọng trách càng cao. Bất kể ra sao, hãy luôn tự tin là chính mình. Cái màu sắc đen bóng là một cái màu mà hầu như là trường kỳ qua thời gian mọi người. Tới bây giờ vẫn còn nhiều người đi kiếm Exeter 150 màu đen bóng, mặc dù nó là đời 2017-18. Nó ngừng sản xuất rất là lâu rồi, giờ 2024 rồi. Thì màu sắc này cũng như vậy, nó cũng là một đen bóng truyền thống nguyên con như thế này. Và nó sẽ phối với lại tem màu xám, viền đỏ, chữ đỏ ở bên hông này cũng là tem màu xám luôn. Ngay chỗ VVA là màu đen, nhưng mà cái phần đuôi còn lại ở phía sau này là dàn áo của nó sẽ là màu xám, ngược lại tem của nó sẽ là màu đen đỏ. Thì con này trên giấy tờ sẽ ghi là màu đen xám. Để giành được lòng trung thành của Ninja, người cần ra một cái giá tương xứng. Và giá xe này hiện tại bên mình vẫn bán theo giá đề xuất của hãng, 48 triệu đồng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm trước bạ biển số. Và hiện tại chiếc xe này là dòng xe duy nhất của nhà Yamaha mà thiết kế cái đèn ở phía trên là đèn chiếu gần, ở dưới là đèn chiếu xa, đèn là đèn LED và tách ra làm hai cái cụm riêng biệt như thế này. Khi các bạn bật thì các bạn chỉ bật được một bóng thôi. Hoặc là trên hoặc là dưới. Đèn điện mi thì sẽ nằm chung với cái đèn chiếu xa ở dưới, và đèn xi nhan nó nằm ở phía bên hông. Mặc dù thiết kế vậy á, nhưng mà mình thấy đèn sáng á, ngày tuyệt vời là ngày phố lên đèn. Cái tháng trước là tháng đĩa heo dầu 1 bít, và chỉ có duy nhất phiên bản tiêu chuẩn mới có cái điều này. Mấy phiên bản kia thì nó được nâng cấp lên heo dầu 2 bít. Vỏ xe là cái vỏ Maxxis, và đây là loại vỏ không ruột. Cái vị trí đặt két nước thì nó sẽ nằm ở chỗ này đó, ngay sau cái phuộc, hai cái phuộc. Và nó sẽ có một cái miếng bảo vệ cái lốc máy chỗ này. So với dòng 150 á, thì các bạn cần phải mua thêm phụ kiện nếu muốn gắn ở chỗ đó. Thì 155 là được trang bị sẵn từ nhà máy. Đi vào một phía trong này chút xíu thì chúng ta sẽ thấy một sự thay đổi nho nhỏ so với phiên bản M155 đời trước luôn. Là đầu tiên là nó bỏ cái công tắc đèn và nó được thay thế bởi cái đèn hazard. Chúng ta sẽ bật lên và bốn bóng đèn xi nhan nó sẽ nháy chứ không còn công tắc đèn nữa. Trên này sẽ là công tắc phụ. Khi các bạn ấn là tắt máy luôn và phải bật lên mới đề máy được. Nó không phải chế độ stop and start nha, chỗ này là nút đề. Mặt đồng hồ sẽ là mặt đồng hồ điện tử hết, và nó sẽ không phân chia hai bên xi nhan giống như phiên bản có ABS nha. Đèn chỗ này là passing xi nhan và cái kẹt pha có nó sẽ nằm chung với cái đèn passing. Kẹt xe này khá là lớn ấy. Đối với bạn nào mà sợ sử dụng remote á, thì anh em chọn cơ trưởng này là chuẩn bài rồi đấy. Đây là chiếc sử dụng. Ê, đừng dẫm lên cỏ giờ già hoa nhé té. Xe này sử dụng khóa cơ và nó sẽ có hai chìa như thế này. Đây là một cái loại ổ khóa truyền thống. Những bạn nào mà sợ hoặc là không thích sử dụng khóa thông minh thì chúng ta có thể chọn phiên bản này. Xe này nhà máy mới giao cho nên còn hơi bụi tí xíu, cần phải thanh tẩy tạ cái nữa. Có một trong những điểm mới lần này của dòng Exeter 155 nữa, tinh chỉnh một chút xíu, đó là về cái động cơ thì nó không khác nhiều so với Exeter 155 cũ, nhưng mà cái mức tiêu hao nhiên liệu thì nó lại tiết kiệm hơn so với Exeter cũ là 2.09, thì chiếc này chỉ có 1.91 lít trên 100 cây. Và giải thích cho điều này thì đây là một bí thuật không biết đường giải thích. Xe này bản gốc của nó thì cần số của nó là 1 kèm 6 số ha. Và các bạn có thể làm một cái cần số 2 kèm, có thể mua thêm phụ kiện đó, bên mình cũng có bán luôn. Còn bản zin nhà máy thì nó chỉ có như vậy. Mở cốp yên thì chúng ta chỉ cần vặn ngược về bên trái chúng ta sẽ mở cốp được. Cái cốp này nó bít chật, không có được cái gì hết trơn á. Nói chung đi chơi đi phượt là phải gắn một cái ba ga sao, treo đồ sao hoặc là mua ba lô gì đó vân vân. Xe này không có cốp. Dung tích bình xăng thì khá là lớn nha, 5.1 lít. Và cái bình ắc quy nằm ở đây, số khung nằm ở đây.
sếp này sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm. Ở chỗ này là cái gì? Không mở cửa xe. Chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc, đi bất kỳ đại lý nào cũng được. Và phụ tùng nó có một cái dích như thế này thôi. Đó, đó là toàn bộ cái phần nằm trong cấp yên cho các bạn. Và các bạn lưu ý một điều là phiên bản tiêu chuẩn thì mặc định nó sẽ không có ABS. Nhưng mà kể cả có ABS hay không ABS thì chúng ta cần phải đảm bảo độ an toàn khi chúng ta điều khiển giao thông trên đường. ABS nó sẽ giúp bạn một phần nào đấy thay, còn phóng nhanh vượt ẩu thì có trời mới cứu được. Kẻ không trân trọng sự sống không xứng đáng được sống. Còn cái giá xe lúc nãy mình báo là 48 triệu VAT nhưng mà chưa giấy tờ. Thì giấy tờ là bao nhiêu? Thì mỗi nơi nó sẽ mỗi khác nha mọi người. Các bạn đừng có nghe cái chữ bao biển mà các bạn mê các bạn lầm nha. Bởi vì ví dụ như mình ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thì chiếc bài biển số con này tầm khoảng 1 triệu 1, 1 triệu 2. Nhưng mà bạn ở Cần Thơ thì nó sẽ tầm khoảng 3 triệu rưỡi, 3 triệu 3, 3 triệu 4, 3 triệu rưỡi. Và nếu như mà bạn ở thị xã thì nó tầm khoảng 1 triệu 9, 2 triệu. Cho nên là đừng tin vào thuật ngữ bao biển. Bao biển là nó báo bạn bao nhiêu, báo 3 triệu mấy hay là báo 2 triệu hay báo 1 triệu 2 mà các bạn nghe răm rắp nó. Tất nhiên là người ta có ăn tiền thì người ta mới báo bao biển mới mạnh dạn như vậy. Và khách hàng khi mà nghe chữ bao biển thì rất là khoái, nhưng mà tiền bỏ ra nằm trong đó. Còn bên mình thì báo rất là rõ ràng, giá xe ra giá xe, giấy tờ là ra giấy tờ. Thường là tư vấn cho khách về tự làm nhất để đỡ tốn chi phí nhất. Còn những chỗ khác bao biển thì các bạn nên cân nhắc hỏi rõ cho kỹ. So sánh với chính nghĩa dối trá, ta càng thích sự tà ác thẳng thắn. Nào có cái gì chính nghĩa cũng là vì lợi ích thôi. Rồi chúng ta sẽ đi xuống phía dưới này để xem thông số của xe. 119kg, 155 phân khối năm 2023. Thì chiếc này hiện tại là so với 150 là nặng hơn 2kg. Nhưng mà so với những đời 155 thì chiếc này vẫn đang nhẹ nhất. So với phiên bản khóa thông minh hoặc là có ABS thì nó sẽ nặng hơn vài ký nữa. Xích là xích của nó sẽ có phốt cao su. Phanh xa thắng sau là thắng đĩa, cũng là loại vỏ không ruột luôn. Động cơ là 4 thì SOHC làm mát bằng dung dịch và có van biến thiên VVA. Ngoài ra, mặc dù là phiên bản tiêu chuẩn, nó chỉ không được trang bị khóa thông minh và phanh ABS thôi, nhưng mà một khối công nghệ khổng lồ vẫn nằm trong chiếc xe này, như là công nghệ phủ carbon kim cương nè, 4 bản đồ đánh lửa nè, số lỗ phun xăng và góc phun xăng tăng nè, hệ thống ống xả được cải thiện nè, hệ thống giảm xóc cũng được nâng cấp so với phiên bản 150. Cụm công tắc là được trang bị nè, không có bị thiếu mấy cái nút công tắc phụ này nọ nè. Đèn xe thì vẫn để đèn chiếu gần ở phía trên để nó đi theo góc lái của các bạn khi các bạn vào cua chẳng hạn. Mặc dù là không trang bị ABS nhưng mà nó vẫn có chống trượt côn, chống trượt bánh sau, có bộ liên hợp ENS. Bởi vậy, dòng xe Exciter 155 vẫn là huyền thoại nha. Cái cản của xe thì mình thấy cũng không có cái gì quá đặc biệt rồi. Và hai đèn xi nhan thì nó kiểu truyền thống. Đèn sau thì mình thấy khá là đẹp. Còn cái đuôi dè thì các bạn có thể đổi nếu như các bạn không thích mẫu zin nhà máy như thế này. Khoảng trống thì chiếc xe nào thể thao nào nó cũng vậy, các bạn có thể gắn một cái chắn bột con. Mặc dù cái giá thành của lần này á, bên mình bán vẫn theo giá đề xuất, nhưng mà nhiều người vẫn nói là cái giá đề xuất xe này hơi cao, nhưng mà vẫn bán được do người ta vẫn thích kiểu dáng, người ta vẫn thích thương hiệu và người ta vẫn thích máy móc tính năng của Yamaha. Một số người đã rời đi nhưng đa số chúng ta chọn ở lại. Và các bạn cũng đừng nghe người này người kia nói mình có tiền, tiền của mình và mình thích cái gì thì mình mua cái đó. Mình lắng nghe những người trải nghiệm rồi, chứ mình đừng có lắng nghe những cái người mà họ sử dụng một chiếc xe đối thủ. Bởi vì mua xe chúng ta cũng cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Phải lắng nghe những người sử dụng rồi thì nó sẽ tốt hơn những người chưa bao giờ sử dụng. Kẻ sống trong nắng hạ sao có thể biết được giá lạnh ngày đông. Và đến đây video mình cũng xin kết thúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye. La 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 la.